tiếng hát nữa mà nghe cái tên rất là quen luôn. Dạ em xin mời anh Khương ạ. Dạ này là anh Khương không phải anh Khương Dừa. Dạ rồi em chào anh. Anh hãy giới thiệu, em biết là anh tới từ một địa phương rất là xa luôn và vì yêu mến chương trình mới đến, thì anh có thể giới thiệu cho quý bà con cô bác biết được không ạ? Được ạ. Thưa MC và tất cả bà con cô bác đã có mặt trong buổi tối giao lưu ca nhạc hội quán Miệt Vườn, thì tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là tên Phạm Đình Phương và quê quán ở Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn, xã Bình Dương, quê hương của Tí Hanh, làng nghề biển. Dạ mình và hôm nay xin gửi đến quý vị các ca khúc Gửi Về Em, nhạc và lời của Đỗ Thu. Dạ tụi em rất sẵn sàng được thưởng thức giọng hát của anh. Dạ xin mời anh. Cảm ơn ạ. Chắc là mình là niềm vui cho cả gia đình đúng không? Bởi vì em thấy anh hát là
nó có cái sự dễ thương, vui vẻ và nhìn là thấy tích cực liền luôn. Cảm ơn MC và cảm ơn tất cả bà con đã nghe cái giọng ca của Đình Phương vừa rồi. Xin chân thành một lần nữa cảm ơn ạ. Dạ rồi, em chúc anh là về quê thì sẽ giữ gìn được nhiều sức khỏe nè, và cả gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc và chờ đợi kết quả từ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3. Dạ, à, cảm ơn nha. Dạ, rất hy vọng sẽ được gặp lại anh nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, quý bà con, cô bác thân mến, dạ. Hôm nay thì có rất là nhiều quý bà con đăng ký tham gia giao lưu, nhưng mà vì thời lượng chương trình thì nó cũng giới hạn, cho nên là có một số bà con, cô bác thì chưa có kịp đăng ký, thì quý bà con, cô bác cũng thông cảm cho chương trình nha. Dạ rồi, và trên sân khấu lúc này, dạ xin giới thiệu quý bà con, cô bác là anh Thanh. Dạ, chắc em xin phép ngồi gần với anh Thanh một xíu, mình trò chuyện cho thoải mái nha. Okay. Dạ rồi, anh Thanh hãy giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như là gửi lời chào đến quý bà con, cô bác nha. Dạ, em tên là Hoàng Thanh, đến từ Vĩnh Long, hay cho con đến từ Vĩnh Long. Xin gửi lời chào tất cả thân thương đến tất cả các chú cùng các anh chị có mặt tại Ngôi Sao Miệt Vườn đêm nay. Có thật nhiều sức khỏe cũng như là có một đêm nghe nhạc thật vui tươi và vui vẻ ạ. Dạ, vậy là anh tới từ Vĩnh Long luôn. Vĩnh Long. Dạ, và hai cha con cùng nhau tham gia vào chương trình. Dạ, rồi. Anh có thi Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 không? Có em. Dạ. Rồi hiện tại thì công việc gia đình của mình như thế nào? Mình đang làm công việc gì ạ? Hiện tại thì anh và bé có cho thuê âm thanh, dàn nhạc và đi hát bán kẹo kéo. Thì không biết là công việc của mình có khó khăn quá không? Và thường đi gắn kẹo kéo thì cái thu nhập nó có ổn định không? Nói chung ra nếu mà năm rồi thì anh cho thuê dàn nhạc âm thanh thì nó rất là ổn định. Dạ. Nhưng mà tại năm rồi thì anh có bệnh. Bệnh một thời gian, thành ra là anh phải bán dàn nhạc rồi. Thì bây giờ hai trẻ con thì chỉ là đi bán kẹo kéo thôi. Dạ. Em hy vọng là anh sau cái đêm nhạc giao lưu thì có nhiều quý bà con cô bác biết đến anh nhiều hơn, và cũng như là nếu mà có gặp anh Thanh khi mà đang hát kẹo kéo thì quý bà con cô bác nhớ ủng hộ cho anh Thanh vài cây kẹo kéo. Dạ, để anh có thêm nhiều động lực cũng như là tiếp tục cái công việc của mình nữa. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, em rất là tò mò, không biết là hôm nay anh sẽ hát ca khúc gì nè. Anh sẽ hát một ca khúc của anh Võ Hoàng Long. Dạ. Bài hát được mang tên Đò Sang Ngang. Đò Sang Ngang. Dạ, quý bà con cô bác vỗ tay thật lớn ạ. Dạ, em xin mời anh. Sông buồn màu tím qua lúc bình, màu qua tê tái cho lòng ai nhớ ai. Người đi đã không quay lại, còn đâu bao kỷ niệm bao tháng dài tình đậm sâu. Đêm dài nhìn ánh trăng ngủ sâu, mình anh thương tiếc cuộc tình đã trốn trao. Tìm đâu bóng dáng hôm nào, từng đêm trong sương lạnh anh góp tình mình bể dâu. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn. Nước trôi xa bến xa bờ, có đâu mình anh thương nhớ cuộc tình đã trót trao. Tìm đâu bóng dáng hôm nào, mình anh trong sương lạnh anh khóc cuộc tình về dâu.
lúc bình, màu quà tươi thái cho lòng ai nhớ ai. Người đi đã không quay lại, còn anh trong sương lạnh anh khóc tình mình bể dâu. Mình anh thương tiếc cuộc tình đã trốn trăng. Đò ơi sao nỡ chia vội, nhờ em sang sông rồi tôi biết tìm ai chung đôi. Đò ơi sao nỡ chia vội, nhờ em sang tiếng hát của anh Thanh. Dạ quý bà con cô bác có thể dành tặng cho anh Thanh thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? À? Dạ chân thành cảm ơn ạ. Dạ rồi, rất là nhiều quý bà con cô bác yêu cầu anh Thanh hát thêm một bài nữa. Dạ rồi, đợi xíu để ekip chương trình xem là cái thời lượng nó như thế nào như quý bà con cô bác. Dạ thật sự là khi mà nghe giọng hát của anh Thanh thì em nghĩ là mỗi người mình thì sẽ có một cái xuất phát điểm khác nhau, có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà khi nói chuyện với anh Thanh thì em thấy là anh Thanh là người rất là lạc quan và tích cực luôn. Dạ, và rất là nghị lực trong cuộc sống, và em rất là hy vọng là anh Thanh sẽ giữ hoài cái sự lạc quan đó của mình và tiếp tục cố gắng để mình có một cái cuộc sống tốt hơn nữa. Và em nghĩ là với tiếng hát của anh thì anh có thể được nhiều quý bà con cô bác yêu mến thông qua chương trình này. Dạ. Rồi, cảm ơn em và cảm ơn tất cả cô chú cùng các anh chị có mặt tại hội quán ngồi sau bì dừa. Dạ, và lúc nãy em nghe quý bà con cô bác yêu cầu anh Thanh hát nữa đúng không ạ? Dạ, nếu mà mình đồng ý ủng hộ thì vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ rồi, bây giờ anh có sẵn sàng thêm một ca khúc nữa gửi đến quý bà con cô bác không? Thật sự luôn là ngày hôm nay thì anh phải hai cha con phải đi hát từ Vĩnh Long lên tới đây. Dạ. Hát rồi thì tới chiều lên tới đây là cắt luôn. Dạ. Cắt tên luôn thì nói chung ra thì cũng rất là mệt, thành ra nếu mà hát có gì thì cô chú và anh chị cũng bỏ qua giùm cho Thanh ha. Dạ em nghĩ là quý bà con cô bác sẽ rất là ủng hộ và yêu thương giọng hát của anh. Vâng, và theo lời cầu của tất cả các chú thì Thanh xin gửi đến hai câu giọng cổ có được không ạ? Wow, quá tuyệt vời. Vâng, luôn Thanh, cảm ơn ạ. Vâng, bài giọng cổ này Thanh có ra mắt MV của tác giả Nguyễn Văn Lên, bài hát được mang tên Ba ơi. Dạ. 1, 2. Ủa anh là anh có ra MV bài hát này luôn rồi à? Vậy là mình có kênh YouTube ha anh? Không em, anh chỉ hát cho anh tác giả đó thôi. À mình hát thôi. Đúng. Dạ rồi. Em tưởng là có kênh YouTube, em kêu quý bà con cô bác đăng ký ủng hộ luôn. Dạ rồi, vậy bây giờ em nhường sân khấu lại cho anh Thanh nha. Rồi, cảm ơn. Dạ em mời anh. Bye.
những lúc không tiền để mua gạo nấu cơm, ba liền đào khoai lang cho con ăn đỡ đôi. Bác nấu ngày đau làm thuê giá hương, nặng nhọc ba làm tất cả chi gì con. Dạ, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các chú, cùng các anh chị ở ngồi hội quán ngồi sau bên giường rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn tiếng hát của anh. Dạ, quý bà con, cô bác rất là nhiều đang xem livestream và dành rất là nhiều lời khen cho anh, cũng như là quý bà con, cô bác ở đây thì cũng rất là yêu mến anh. Dạ, nhưng mà bây giờ em muốn giới thiệu thêm một người nữa, đó chính là người đồng hành với anh Thanh trên mọi nẻo đường khi mà hai cha con đi hát, đó chính là con gái của anh Thanh. Dạ, rồi xin mời bạn Ngọc Tiên ạ. Dạ, xin giới thiệu quý bà con, đây là bạn Ngọc Tiên, dạ là con gái của anh Thanh. Dạ, Ngọc Tiên nói là Ngọc Tiên hát thì quen nhưng mà cũng hơi ngại giao lưu một chút xíu. Cho nên là Thành Tuấn chắc là lát nữa sẽ để em hát luôn để gửi đến cho quý bà con cô bác. Dạ, và em cảm ơn anh Thanh đã dành thời gian đến với chương trình và dành tình cảm cho hội quán ngôi sao miệt vườn. Em chúc anh là lúc nào cũng nhiều sức khỏe và giữ mãi cái tinh thần lạc quan yêu đời của anh. Dạ, chắc chắn là mình sẽ gặp thêm nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Dạ, quý bà con cô bác cho một tràng pháo tay nữa để tạm biệt anh Thanh được không ạ? Dạ, xin tạm biệt cô bác ạ. Dạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Hải Châu. Rồi. À, cảm ơn Hải Châu đã hỗ trợ cho anh Thanh rất nhiều. Rồi Tiên ơi, thật sự là rất là muốn trò chuyện với em nhiều xíu, nhưng mà Ngọc Tiên thì đi hát thường nhưng mà cũng rất là ngại nói chuyện. Nhưng mà hôm nay thì em có thể chia sẻ một xíu thôi, là khi mà hai ba con đi hát á, thì cái điều gì mà làm khiến cho em là thương nhất ở ba của mình, ở một cái đức tính nào đó của ba mình mà khiến cho em phải rất là thương, và đó là một cái điều mà em học hỏi. Dạ thì em thấy thì tuy là ba em thì có tật thiệt, nhưng mà ba em đã cố gắng vươn lên tất cả để lo cho gia đình của em, là lo cho em và mẹ và các em. Dạ, vì điều đó mà em thương ba em. Dạ. Dạ, quý bà con cô bác cho Ngọc Tiên tràng pháo tay được không ạ? Rất là dễ thương, và anh cũng nghĩ là ba em cũng sẽ rất là hạnh phúc khi mà trên mọi nẻo đường đi hát luôn có sự đồng hành của Tiên. Và đó cũng là một cái niềm động lực rất là lớn cho ba. Dạ, rồi bây giờ Tiên sẽ gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì đây? Dạ, bài Hoa Trinh Nữ ạ. Hoa Trinh Nữ. Dạ, xin mời quý bà con cô bác thưởng thức Hoa Trinh Nữ cùng với giọng hát của Ngọc Tiên. Một rừng hoan gió núi theo gian ru vui đường trên vai, hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh. Trong vườn như hoa trinh nữ đẹp đưa truyền tình ai chúng ta, xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa, có ông vua che xuân binh qua rừng dẹp quân sông lắng. Vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân, vua sao xuyên tâm hồn bởi nàn về chốn hoàn cung, truyền cho khắp nhân gian đêm lúa là đến cho nàng trên ngôi cao chính tình hoàn hậu đẹp anh.
sao. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá rồi buồn tiền. Loài hoa không hương không sắc màu, những loài hoa bị xếp lá cây thường. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không niềm ngọc không cùng gió. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dân xa. Ngân nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy kẹp đêm trăng đầy, cài tết cùng ai. Ôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa hoa rừng lòng bàn hoàn nhớ người thương. Và mong ước mây sâu khi tan giật nước vua về, cho dài những ngóng đời chỉ một cánh chim như thôi. Là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá rồi buồn tiền. Loài hoa không hương không sắc màu, những loài hoa bê xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nềm ngóc không cung gió. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu dân xa. Ngân nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy khép đêm trăng đầy, tài thẹn cùng ai. Ôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một vân vương, vân vương giữa hoa rừng lòng bàn hoàng nhớ người thương. Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho dài nhân ngóng đời chỉ một cánh chim như thôi. Và mong ước mây sâu khi tan giặt nước vua về, cho dài nhân ngóng đời chỉ một cánh chim như thôi. Quý bà con cô bác cũng dành rất là nhiều tình cảm cho em à, như em thấy là những cành hoa nè, những vỗ tay của quý bà con cô bác, đặc biệt là quý bà con cô bác xem live stream dành rất nhiều lời khen cho Tiên luôn. Và anh hy vọng là em sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và động lực à, cũng như là đồng hành cùng ba à, trên những con đường mình đi hát nha. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em và hẹn gặp lại em trong những lần tiếp theo. Dạ, con xin cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Cảm ơn Tiên.
Dạ, quý bà con, cô bác thân mến, tiếp nối mạch cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ thêm một tiếng hát nữa. Mà lúc nãy ở trong cánh gà là ảnh nói là em phải giới thiệu đúng cái tên và cái công việc của ảnh luôn. Dạ, em xin giới thiệu quý bà con, cô bác, anh Dũng Shipper. Dạ. Dạ, anh Dũng ơi, anh Dũng đâu rồi ạ? Rồi, ổng đi ship ở đâu rồi hay sao? Dạ. Dạ rồi, em mời anh lên. À, giới thiệu anh lên, em giới thiệu bài hát chấn động cái anh lên luôn đúng không ạ? Dạ, quý bà con, cô bác thân mến, tiết mục này nó khác tiết mục trước một chút xíu. Dạ, em mời các bạn quay phim, chúng ta quay kỹ, thiệt là kỹ cái đoạn này giúp em. Dạ, bởi vì bài hát này, quý bà con, cô bác nghe cái tên một cái là chấn động liền. Bài hát được mang tên, bài hát do anh Dũng Shipper sáng tác được mang tên Anh Khương Dừa. Dạ, xin mời quý bà con, cô bác dành một với đây thật lớn ạ. À. Dạ, lời đầu tiên cho phép Châu Dũng xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Nếu ai hỏi tôi nơi đâu là vui nhất, tôi sẽ nói rằng lắm người ơi, về nơi đây thiết tha ân tình, mua bán ghe xuồng tận tà ngược xuôi. Cô bảy cô ba ăn tư mà cô sáu chân chân thiệt tha không ngại đường xa. Về nơi đây với ngôi sao miệt dương, có anh Khương Dừa thiệt là dễ thương. Họ một nắng hai sương thương lắm câu hò, có anh trai làng hát điều sang xê. Họ ơi, ơi đi mình ơi, dù có đi xa qua mấy con đò, vẫn mong quay về nối lại từng quê, có anh Khương Dừa vui thiệt là vui ngang. Nếu ai hỏi tôi đi xa mà có nhớ, tôi xin thưa rằng nhớ lắm người ơi. Rồi mai sau tôi sẽ trở về, hát câu chung tình lý điệu sàng xê. Rồi mai sau tôi sẽ trở về, hát chung câu hò ơi bạn mình. Nếu ai hỏi tôi nơi đâu là vui nhất, tôi sẽ nói rằng về với quê tôi. Về nơi đây chân chất thân thà, mua bán ghe xuồng tận tà ngược xuôi. Cô bảy cô ba ăn tư mà cô tám chân chất thiệt thà không ngại đường xa. Về nơi đây với ngôi sao miệt dương, có anh Khương Dừa thiệt là dễ thương. Họ ơi, ơi ly quê hương, một nắng hai sương thương lắm câu hò, có anh trai làng hát điều sang xê. Họ quay về nối lại tình quê, có anh Khương Dừa vui thiệt là vui. Nếu ai hỏi tôi đi xa mà có nhớ, tôi sẽ nói rằng nhớ lắm người ơi. Rồi mai sau tôi sẽ trở về, hát câu chung tình lý điệu sàng xê. Rồi mai sau tôi sẽ trở về, hát câu chung tình bạn mình ơi. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trời ơi, quá trời chấn động rồi anh Dũng ơi. Dạ, dạ. Xin cảm ơn anh.
Ủa là anh vô luôn hả? Trời ơi, lần đầu tiên em mới nghe anh Khương Dừa sau bao nhiêu năm thì cũng đã có một bài hát dành riêng cho ảnh rồi. Dạ anh Khương ơi, chắc anh coi clip này anh sẽ xúc động lắm. Dạ có anh Khương Dừa vui thiệt là vui. Dạ trời ơi dễ thương quá, có một bài hát sáng tác riêng cho anh Khương Dừa luôn, chấn động thiệt quý bà con cô bác ơi. Dạ dạ bây giờ chúng ta sẽ tới với một tiếng hát tiếp theo nha quý bà con cô bác. Dạ xin mời cậu Lâm. Dạ rồi, con mời cậu. Chào tướng cơ. Trời giọng lớn kìa. Dạ giọng mình khỏe quá luôn. Dạ cậu đến từ đâu? Cậu tới miền xa xôi lắm đạp xương hàng gió tuyết trời về đây con. Dạ trời ơi là ở đâu cậu? Cậu sống ở nước ngoài nhưng mà cậu về chơi cậu tới tham gia. Dạ là cậu sống ở nước nào cậu? Cậu đang ở Mỹ con. Dạ cậu từ Mỹ về luôn. Đúng rồi. Dạ là bao lâu rồi cậu mới về Việt Nam lần này? Là ở Việt Nam thì thỉnh thoảng cậu cũng có việc thì cậu về. Dạ là hôm nay là cậu yêu mến chương trình và mình có theo dõi, sau đó là hôm nay mình tới luôn. Thực ra cậu biết Khương Dừa, biết mấy đứa tụi con rất là lâu rồi. Dạ. Với lại cậu hát karaoke trước cái máy thôi. Dạ dạ. Lần đầu tiên cậu muốn cuộc đời mình có một lần đứng trên sân khấu. Dạ. Hát tao tập mấy ngày tại tao hát karaoke đâu có nhớ lời. Dạ. Tao tập một bài nhạc xong lên đây tao biết tao bị bản quyền ra Mai Phước là tao nhớ hai câu giọng cổ. Dạ à là mai à. Là mình tập mà không có nhớ lời, ráng tập thuộc cái lời đó rồi cái lên đây cái bị bản quyền cái cũng không hát được. Dạ. Bây giờ mình phải tập thêm hai câu giọng cổ nữa. Chào tất cả mọi người ở đây, chúc tất cả anh chị em mình có một buổi tối thật là vui, chúc hội quán ngôi sao miệt vườn mãi mãi trường tồn ha. Dạ mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Dạ con cảm ơn cậu rất nhiều. Từ Mỹ xa xôi cậu về đây vì yêu mến chương trình. Dạ quý vị có thể dành cho cậu Lâm một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người nha. Dạ rồi con nhường sân khấu của cậu luôn nha. Cảm ơn con. Dạ con xin mời cậu. Rồi cậu đứng ở đây nha, quay hình cho nó đẹp nha. Nhớ hồi nãy tập cậu giọng cậu đặc biệt, giọng cậu là giọng mái nha, không phải giọng giọng đào. Ơi mùa trăng tôi ban trăng trôi, trăng nằm diễn trên cành liễu đợi chờ. Tôi sẽ ra đi về miền đất chúa, trọn đời sinh giả biệt nàng. Mùa trăng mà người đem đi bán, người đến bán bao nhiêu một ánh trăng vàng. Người ở trần gian hay tận chốn tung hàng, tôi muốn hỏi người điên hay tình mà cất tiếng ra hoài ban một dần trăng. Đã mấy đêm rồi người ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya gió dọn vào. Tôi muốn hỏi người để mua đứt một dần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ô quên lời. Nàng hỏi rằng ta điên hay tình, còn nàng tính hay điên mà mua anh trăng. Chỉ bán cho nàng trăng trong thơ của hàng mạc tử, dù quyết hay tròn, dù đông hay trong. Đã mấy đêm rồi nằm ngồi nếm sao băng,
đêm sầu chuyên kiếm. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, còn ta đợi chờ đã mấy mùa trăng. Cảm ơn Tư Phan Tấn. Cảm ơn tất cả anh chị em mình, cảm ơn tất cả quý anh chị, cô chú và mấy em nha. Dạ, cậu tập cái bài này lâu không? Trời, tao mới tập có mấy tiếng nhưng mà cậu nghe anh Vũ Linh hát, cậu thích. Dạ. Rồi, từ từ cái tự nhiên nó thuộc. Dạ, rồi hiện tại thì cậu đã sống ở Mỹ bao nhiêu năm rồi cậu? Cậu sống hình như cũng 46 năm rồi cậu. Dạ, nhưng mà cậu vẫn xem những cái chương trình văn nghệ tại Việt Nam và dành... Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, và đặc biệt là Hậu Quán Ngồi Sau Miệt Vườn, cậu cũng rất là yêu mến và đến đây với tụi con. Đúng rồi, đúng rồi, cậu rất là rảnh. Hiện giờ cậu ở nhà nấu cơm nước rồi cho tím ở nhà, cho mở nhà ăn. Dạ, trời ơi, con mà. Dạ, con cũng hy vọng lại mốt con ở tuổi của cậu con cũng sẽ được như cậu. Dạ, rất là mạnh, rất là đẹp trai luôn. Dạ, rồi con chúc cậu sức khỏe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn ban nhạc nha. Dạ, trời ơi, quý bà con cô bác, qua đây em mới biết là sức hút của chương trình tại Hậu Quán Ngôi Sao Miệt Vườn chấn động tới mức độ nào. Dạ, quý bà con cô bác từ những cái tỉnh thành rất xa, dạ, dành thời gian đến Hậu Quán, rồi hôm nay là từ nước ngoài về cũng dành thời gian đến giao lưu Hậu Quán. Thật sự là rất cảm ơn tình cảm của quý bà con cô bác luôn. Dạ, quý bà con cô bác nào mà yêu mến văn nghệ, yêu ca hát thì cứ đến Hậu Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, chương trình lúc nào cũng sẵn sàng chào đón quý bà con cô bác. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết hát tiếp theo. Dạ, em xin mời anh Trần Ga. Dạ. Dạ, anh ơi, anh hãy gửi lời chào đến quý bà con cô bác nha. Vâng, lời đầu tiên em cũng có lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cô chú, anh chị và các bạn có một buổi tối giao lưu ca nhạc được vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. À, cái giọng của anh nghe rất là lạ quý bà con cô bác, nghe giống như là mình nghe những cái truyện trên radio vậy đó. Thì em không biết là hiện tại công việc của anh là gì? Dạ, công việc của anh là tài xế. À, anh tài xế, anh chạy xe gì anh? Anh chạy xe đưa đón nhân viên. Dạ, chạy xe đưa đón nhân viên là mình chạy trong khu vực nội thành thôi hả anh? Anh chạy từ Thủ Đức lên Trảng Bàng, Tây Ninh á. À dạ. Rồi, bình thường ở trên xe là mình có hay hát vu vơ không? Mình có hay hát cho mọi người nghe không? Cũng lâu lâu hát sẵn bị chửi rồi. Trời ơi. Dạ. Dạ thôi rồi, bình thường là mình hát sẵn mình bị chửi rồi, hôm nay trên sân khấu mình hát thiệt. Dạ, dưới bà con cô bác sẽ ủng hộ vỗ tay cho mình, ban nhạc hỗ trợ mình luôn. Dạ, quá tuyệt vời. Rồi, anh sẽ gửi đến quý bà con cô bác ca khúc gì đây? Và để đến với chương trình tối đêm nay, em xin trình bày một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu, một ca khúc được mang tên Bóng Dáng Mẹ Hiền. Dạ, xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Tôi
khi gió đông sang. Ai nhớ thương ai đêm tôi nhớ về mẹ quê hương dâu. Bóng dáng mẹ tôi lưng còng tóc bạc lòng gió muôn chiều. Con sẽ về dù trước hay sau, con vẫn là con mẹ thương yêu xanh xanh mái đầu lỡ tơ tóc bạc hàng nguyên sớm chiều. Chấn động quá rồi. Anh ơi, cái thế lực nào mà anh có thể có cả một cái vũ đoàn mà mặc áo dài này lên dạ khiêu vũ Stenbot chấn động nha anh. Trời ơi, cái này là có liên kết trước đó gì không đây? Dạ không, dạ không. Mình có tập trước đó không? Dạ không. Không, không. Trời ơi. Dạ không. Là không quen biết gì luôn hả? Trời ơi, quá chịu chơi rồi. Trời ơi, vũ đoàn chấn động luôn lên khiêu vũ. Dạ. Dạ, anh cảm giác như thế nào khi mà mình đang hát mà có một cái vũ đoàn chấn động như vậy lên khiêu vũ hỗ trợ anh? Thấy có người lên cái mình hát lên nó hát. Dạ. Sung lên. À, thấy mình sung lên đúng không ạ? Dạ, trời ơi, quý bà con cô bác ơi, quá dễ thương rồi. Dạ, trời ơi, mình tới từ câu lạc bộ nào vậy chị ơi? Quá trời quá đất. Dạ, trời ơi, quá dễ thương, lát nữa mà bài nào sung sung mình lên mình làm cái nữa nghe. Dạ, 368 quận 7 hả? Dạ rồi, trời ơi, cảm ơn. Dạ, quý bà con cô bác thấy hậu quán ngôi sao mình vui không ạ? Dạ, như gia đình, dạ. Trời ơi, thấy một cái bài nào hợp nhạc nó có một cái vũ điệu phù hợp với cái gì mà mình đã nhảy trước đó là mình lên mình quất bài liền. Trời dạ, ơi, nhịp nhàng. Anh là nằm trong nhóm giai điệu vàng của anh Phúc á. À, vậy hả anh? Dạ. Dạ rồi, trời ơi. Em nghĩ là hôm nay anh đã mang đến một tiết mục hoành tráng nhất trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Dạ, rất là thành công luôn. Dạ, dạ cảm ơn anh đến với hậu quán ngôi sao miệt vườn nha. Dạ, chúc anh thiệt nhiều sức khỏe. Quá dễ thương. Dạ, quý bà con cô bác thân mến, quý bà con cô bác nào mà có năng khiếu khiêu vũ nhảy, dạ dance sport, khiêu vũ thể thao rồi mình cũng có thể lên giao lưu nha. Dạ, với những tiết mục phù hợp, dạ có đúng cái điệu nhạc mình yêu thích là mình có thể lên giao lưu luôn. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, đó ba cái tàu dài đi qua đi lại thấy ghét dễ sợ không? Dạ. Dạ rồi, quý bà con cô bác thân mến và
Với những bóng hồng vừa rồi trên sân khấu thì em cũng xin giới thiệu thêm một bóng hồng xinh đẹp nữa trên sân khấu của Hồ Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, xin được giới thiệu quý vị, chị Thanh Thảo. Dạ, em mời chị. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Thấy bà chị em chưa? Dạ, chị ruột em đó, chị Thanh Thảo. Rồi. Dạ, chị Thanh Thảo gửi lời chào đến tất cả quý bà con cô bác. Dạ. À, lời nói đầu tiên Thảo xin được gửi đến quý cô bác một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Trời ơi, hôm nay là chị Thảo là có đi hoạt động nghệ thuật hay ca hát không mà sao em thấy đẹp quá trời quá đất vậy? À, âm nhạc là niềm đam mê của chị. Dạ. Lúc nào cũng hát hết á. Dạ. Trời ơi, đẹp quá, không biết nói gì luôn. Thôi giờ chị hát đi chứ nói gì nữa giờ. Dạ, em nhường, em đứng lên đây là em bị lu mờ mà không có liên quan, không có đẹp lắm. Giờ em xuống cái là đẹp cái sân khấu liền luôn. Dạ, rồi chị hát bài gì? À, chị sẽ gửi quý cô bác một bài hát được mang tên Qua Cơn Mê. Qua Cơn Mê, dạ xin mời quý bà con cô bác vỗ tay. Mãi qua cơn mê, sao cuộc đời bành bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thổ ở lạnh đêm. Sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sao cơn mê vắng xa, dù bao tháng năm đau thương sập môi. Trường quen vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành sông, xuôi ngược về quê hương. Ngày đó tay em dài, vuông cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Mọi người tình người sao cơn mê vắng xanh, dù bao đường quen vắng ta nãy ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành sông, xuôi ngược về quê hương. Ngày đó tay em dài, vuông cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cây, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cây, hãy đem cho mọi người. Dạ, một tràng vỗ tay thật lớn nữa ạ. À.